đã có những sự thay đổi, một sự bứt tốc rất mạnh mẽ của Sơn Sam Đan. Đây là những cái tên góp mặt vào bóng đá đương kim vô địch của giải đấu Open Class giữa 2015 và 2018. Như vậy là vòng chung kết cũng chỉ được bắt đầu. Những bước chạy rất mạnh mẽ. Như vậy một lần nữa Nhật Bình là người đang dẫn ở vị trí thứ nhất, rất tốc độ, bám người ở phía sau là Tiến Bình báo đen. Sơn Sam Đan đua hết sức hấp dẫn. Đã có những sự thay đổi, một sự bứt tốc rất mạnh mẽ của Sơn Sam Đan, và anh đã giành ở vị trí thứ nhất. Tiếp ngay sau đó là Nhật Bình, rất hay. Như vậy là top 5 đã về đích. Một màn thể hiện hết sức ấn tượng của